Các em chơi anh à? Này, còn non và xanh lắm nhé. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình Thời sự tối nay thứ 6 ngày 24 tháng 7 sẽ có những nội dung chính sau đây. Viện Kiểm sát Nhân dân phải là công cụ sắc bén của Đảng trong công tác đấu tranh, xử lý tội phạm tham nhũng, góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tại lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Viện Kiểm sát Nhân dân và Đại hội thi đua yêu nước của ngành. Xuất hiện một ca nghi mắc COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng tại Đà Nẵng. Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 quyết định không cho các chuyến bay từ nước ngoài hạ cánh tại Đà Nẵng từ giờ phút này. Chúng ta truy vết ngay, xét nghiệm cộng đồng, cách ly và khoanh vùng nhỏ ngay từ ban đầu. 70% kim ngạch xuất khẩu đến từ khối doanh nghiệp FDI đang đặt ra thách thức đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam về việc tham gia các chuỗi giá trị toàn cầu để nâng cao vị thế. Trung Quốc đóng cửa Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô, động thái đáp trả việc Mỹ yêu cầu đóng cửa Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston. Căng thẳng mới trong quan hệ hai nước tiếp tục leo thang. Thực hiện kết luận số 79 ngày 16 tháng 6 năm 2020 của Bộ Chính trị. Trong hai ngày hôm qua và hôm nay, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, chủ trì buổi làm việc của Bộ Chính trị và Ban Bí thư với Đảng bộ tỉnh Cao Bằng và Đảng bộ tỉnh Sơn La để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trước khi tiến hành Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Tại các buổi làm việc, sau khi nghe đại diện lãnh đạo Đảng bộ tỉnh Cao Bằng và Sơn La trình bày dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm lãnh đạo chỉ đạo của Ban chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020, dự thảo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và phương án công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025, ý kiến đóng góp của các bộ, ban, ngành, trung ương, các đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tập trung cho ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị của cấp ủy và dự thảo nghị quyết trình Đại hội Đảng bộ, cho ý kiến về những vấn đề quan trọng như phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lớn, cũng như những nội dung cơ bản của báo cáo chính trị đưa vào dự thảo nghị quyết và các định hướng lớn nêu trong dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội 13 của Đảng. Các đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng cho ý kiến vào dự thảo báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ, nhất là về tính nghiêm túc, tính chiến đấu trong tự phê bình và phê bình của cấp ủy, cùng với phương thức lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy tại địa phương. Các đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng cho ý kiến về phương án nhân sự của cấp ủy, chủ yếu về quá trình chuẩn bị nhân sự, số lượng Ban chấp hành, Ban thường vụ và về tiêu chuẩn, nhất là cơ cấu về độ tuổi, tỷ lệ tuổi trẻ, tỷ lệ nữ và tỷ lệ tái cử. Bộ Chính trị, Ban Bí thư ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng đã tạo ra bước phát triển và toàn diện hơn về kinh tế, xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Các chỉ tiêu kinh tế cơ bản của Cao Bằng đều đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết đại hội đã đề ra. Trong 17 chỉ tiêu, có 11 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Kinh tế liên tục phát triển, năm sau cao hơn năm trước với tốc độ tăng trưởng đạt bình quân năm trên 7%, thu nhập bình quân đầu người vượt 11%, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 4,12%. Bộ Chính trị, Ban Bí thư biểu dương Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La với quyết tâm chính trị cao, đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tích khá toàn diện.